Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình nhận được cái máy Realme C20 anh em ạ. Thì cái mã của nó là RMX 3063. Nên nó đang bị cái mật khẩu màn hình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách mở của cái mã máy này nhé. Đó, Realme. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đưa sang máy tính để mình làm cái kênh máy này. Thì mình vẫn sử dụng cái tool cũ thôi, cái tool unlock tool để mở cho những cái dòng máy này. Anh em có thể đăng ký theo năm. Cái này trước tiên anh em cần tắt nguồn đây này, giữ hai phím tăng giảm lượng, sau đó kim cáp. Đó, ở trên unlock tool thì anh em sẽ chọn Realme chế độ brom nhé. Ở cái chế độ meta kia thì sẽ không chạy được. Đây, factory reset cái nào ok. Nếu mà đối với những máy không có tài khoản Google thì anh chị em chỉ cần làm một bước factory reset là ok. Còn nếu mà những cái máy nào nó có cái tài khoản Google ấy thì anh em phải làm thêm một bước nữa là xóa FRP. Đó, máy đã chạy đôn rồi. Cái unlock tool đấy nó sẽ có một hình thức đăng ký theo năm anh em nhé. Năm đăng ký theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Thế thì như của mình là đăng ký 1 năm đấy. Anh em thợ không có tool thì có thể inbox trực tiếp với mình. Mình có thể làm hỗ trợ anh em qua TeamView này, qua UltraView. Cái bên là có hình thức kết nối từ xa, làm là ok anh em nhé. Đợi mình kích hoạt vào trong nữa là ok. Nếu mà không có tài khoản, nếu có tài khoản thì phải làm thêm một bước nữa là làm FRP cho nó để xóa cái tài khoản Google, để mình kích vào xem nó có hay không đấy nhé. Có nhiều anh em không nhiều việc ấy, không nhiều việc mà không đầu tư cái tool này ra thì có thể liên hệ với mình làm qua online thì nó sẽ tiện hơn. Còn nếu mà nhiều việc thì anh em hãy đầu tư. Cái tool này nó cũng mở tương đối nhiều máy anh em ạ. Cái này mình có mở thêm những cái dòng mở thêm tài khoản của những dòng Samsung nhé, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, V Smart. Em có nhu cầu ghi inbox cho mình. Riêng những dòng Samsung Việt Nam ấy làm giá nó tương đối là ổn định. Đấy, cái này nó không có tài khoản này anh em ạ. Bỏ qua cái nữa là xong thôi. Đấy, coi như cái máy này đã ok rồi nhé. Nó mất cái thời gian thiết lập, nó hơi lâu tí thôi anh em ạ. Rồi, mình tạm dừng cái video ở đây nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những clip hay hơn nhé.